của Big Time Show. Như vậy là trận đấu giữa câu lạc bộ Viettel và câu lạc bộ Bình Định đã sắp kết thúc. Sau đây sẽ là hình ảnh sau trận đấu. Như vậy là trận đấu giữa câu lạc bộ Bình Định và câu lạc bộ Viettel kết thúc. Tỷ số là 0-0. Trước trận đấu thì hai cầu thủ Pedro Pablo và Thanh Thích đang có những tranh cãi. Do you have any regrets about this result?
Today was very hard and so difficult game for us, even for Indian. But I think all our players who did their best for winning. Trận đấu này là trận đấu rất là khó khăn và như bạn thấy là cả hai đội đều rất là nhập cuộc, đều rất là khó khăn và các cầu thủ chúng tôi đã nỗ lực hết mình để có được kết quả mong muốn. Có điều gì là mong tiếc được như thế này? Do you regret anything? Not especially. We have just 3 matches left, and just focus on our job and doing our best. This is our target. Không có một cái tình huống hay là một cái pha bóng gì mà tôi đặc biệt nuối tiếc cả. Và về cái mục tiêu cũng như là cái nhiệm vụ mà tôi đặt ra thì còn 3 trận đấu, tôi cố gắng trận và để đạt được cái số điểm mong muốn tốt nhất. Với phong độ hiện tại như thế nào về sự trưởng thành của Thanh Bình và liệu cậu ấy có đáp đủ khả năng để cạnh tranh một suất đá chính tại đội tuyển Việt Nam tại hai World Cup sắp tới đây chưa? Sure. Yes, I think his future of Vietnamese football and his physically, he has physically and also in the situation who play better in defensive position. He's excellent and one of our defensive players in Vietnam, I think. Chắc chắn là Thanh Bình là một cầu thủ rất là xuất sắc và cậu ấy là cái lớp thế hệ kế cận tương lai của bóng đá Việt Nam. Và Thanh Bình thì có cái điểm mạnh về thể hình, thể lực và cũng như là đọc tình huống rất là tốt. Và tôi nghĩ là đây là một cầu thủ xuất sắc và chắc chắn là cậu ấy sẽ có khả năng cạnh tranh vì đây là một trong những hậu vệ tốt nhất của Việt Nam. Ông đánh giá thế nào về chất lượng của trọng tài ngoại so với trọng tài nước? This match we have a foreign referee. Do you think of different things for local Chinese referee? What do you mean? Criticize between foreign referee and local referee? Yeah, do you think they're better than Vietnamese referee? It's so difficult to judge. But I think he did the best today for both teams. Rất là khó để đánh giá là trọng tài thì nội hay ngoại có điểm mạnh điểm yếu hơn nhau như nào, nhưng mà ở trận đấu này thì tôi nghĩ là trọng tài đã làm việc công tâm, làm tốt nhiệm vụ